nó khá là hay và khá là cần cho các anh chị trong những cái giai đoạn cuối năm này. Và ngay lập tức là mentor của mình đã đồng đồng ý liền các anh chị, và cũng có thòng thêm một câu là cũng mong rằng là mình sẽ không bị đau đi đẻ các anh chị trong 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 đêm qua các anh chị. Nên là mình rất là may mắn đúng không ạ? Chứng tỏ là hơn 800 các anh chị, gần 900 các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta lại có duyên, có cơ duyên và chúng ta được trực tiếp gặp mentor của chúng ta để chúng ta được nghe chia sẻ. Các anh chị có muốn là mình sẽ nhanh lên M9, M12 không ạ? Bí mật cho các anh chị một chút xíu, là mentor của chúng ta chuẩn bị, đang nỗ lực, mặc dù là chuẩn bị những cái ngày cuối cùng của gần chuẩn bị tới giai đoạn đi đẻ các anh chị, những cái ngày mà gọi là đang nỗ lực hết mình để mà hoàn thành, gọi là cán mốc cái mentor, đó là mentor mentor 12 các anh chị ha. Và sẽ nhận một con xe rất là xịn sò các anh chị. Vậy thì các anh chị có muốn được giống như vậy không ạ? Các anh chị có muốn giống như là mentor của chúng ta không? Chúng ta có mong muốn là chúng ta sẽ được những kết quả giống như mentor của chúng ta không ạ? Có không các anh chị? Có các anh chị, giúp Dùm Vân là mình comment là có đi các anh chị. Nhiều lên các anh chị nha. Rồi ok, hầu như là ai cũng có và Vân cũng như thế các anh chị. Vậy thì mình sẽ cùng nhau để mà mình biết được là cái mentor của chúng ta làm gì, và từ đó chúng ta sẽ học hỏi và chúng ta sao chép ha các anh chị ha. Thì ngày hôm nay Vân rất là vui và đem đến cho các anh chị một cái chủ đề, đó chính là suy nghĩ đúng và hành động đúng các anh chị. Khi mà chúng ta làm đúng thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được cái kết quả của mình. Vậy thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay, các anh chị hãy chuẩn bị cho mình những cái sổ bút và mình hãy ngồi nghiêm túc, mình mở cam lên để mà mình ngồi mình nghe trực tiếp, xem coi là trong cái quá trình mà mình đồng hành từ cái giai đoạn đầu cho tới bây giờ, chúng ta đã thật sự suy nghĩ đúng chưa và chúng ta đã làm đúng chưa, để mà chúng ta có thể note lại nếu như chúng ta còn cái chỗ nào mà chúng ta chưa có thật sự gọi là đúng, thì các anh chị hãy 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 ngay lập tức là nhờ mentor của chúng ta qua cái buổi sáng ngày hôm nay, và từ đó chúng ta sẽ có được những cái hành trang và có những cái suy nghĩ đúng, từ đó giúp chúng ta sẽ nhanh đạt cái kết quả cho mình nhá. Rồi các anh chị hãy tiếp tục, mình giúp Dùm Vân là mình sẽ gửi thật thật là nhiều cái chèo pháo hoa phát tim để Vân có thể mời mentor của chúng ta lên nhé. Rồi, không biết là mentor Mai Hậu của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu như mình sẵn sàng, mình có thể giúp Vân là mình comment, mình giơ cái tay lên để Vân có thể spotlight mentor Mai Hậu nha. Ok. Để không biết là mentor chúng ta đang ở đâu. Các anh chị nhờ tiếp tục là các anh chị mở thật là nhiều cái gửi thật nhiều cái tên cho các anh chị. Rồi, ok. Rồi, mentor chúng ta đây rồi các anh chị. Ok, xin chào cả nhà. Không biết là cả nhà có nghe rõ em nói không ạ? Xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Ok. Hên quá là tối qua không đau đẻ. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt đúng không ạ? Ngày mùng 1 tháng 1, tháng 11 năm 2022. Và rất là may mắn vì Mai Hậu được gặp các anh chị vào ngày đầu tháng như này. Chúc cho tất cả mọi người là thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ có một cái mục tiêu mới, một tháng mới, nhiều may mắn và đạt được mục tiêu ha các anh chị ha. Hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ lên một cái mục tiêu cho nguyên cả tháng đúng không ạ? Ok, xin chào mọi người. Em thì còn vài ngày nữa thôi là đến ngày dự sinh, nên cũng sợ là sẽ đẻ sớm hoặc là đẻ muộn gì đó, thành ra là rất là hồi hộp từ đêm qua luôn. Và hôm nay thì rất là may mắn được gặp mọi người như này. Ok, cảm ơn những cái lời có cánh của chị Vân dành cho Mai Hậu. Rồi, sáng ngày hôm nay thì chúng ta có một cái chủ đề đúng không ạ, là suy nghĩ đúng, hành động đúng. Thì tối hôm qua không biết là các anh chị nào mà đến 24 giờ đêm á, mà mình vẫn chinh phục mục tiêu không? Tối hôm qua thì Mai Hậu thấy ở trên nhóm của Mai Hậu có một chị là 23 giờ 59 phút
là mới hoàn thành xong mục tiêu của mình. Và bản thân Mai Hậu cũng vậy các anh chị. À, lúc đó thì mình vẫn đang còn thức để mà mình check lại boy, check lại số, check lại tất cả mọi thứ để chắc chắn rằng là chúng ta đã chinh phục được mục tiêu và hoàn thành mục tiêu. À, nên là ở đây thì có anh chị nào giống như Mai Hậu ngày hôm qua không? À, 00:00 Út Mi vẫn nhắn tin cho Mai Hậu bảo là bà hoàn thành xong mục tiêu chưa? Ok, và rất là may mắn là cả hai đều đã hoàn thành mục tiêu của mình. Dạ, ok, thì ngày hôm nay với một cái nội dung đó chính là suy nghĩ đúng, hành động đúng. Thực ra thì khi mà Mai Hậu đến với Rocky ấy, thì Mai Hậu cảm thấy là mình rất là may mắn. Bởi vì là khi mà tham gia vào Rocky thì cái giai đoạn đó mình không có gì cả. Mai Hậu không có kiến thức, cũng không có kinh nghiệm, cũng chưa kinh doanh lần nào, và chỉ là một giáo viên mầm non mới bắt đầu. Để mà bắt đầu cái sự nghiệp của mình, thậm chí Mai Hậu còn không biết kinh doanh đa cấp là gì, hay là kinh doanh truyền thống là gì, online là gì luôn á cả nhà. Em giống như là một tờ giấy trắng vậy đó. Và thực sự là nhờ cái môi trường Rocky rèn giũa, mình mới trưởng thành hơn, bứt phá hơn, và rất là may mắn có được ngày hôm nay. Thì thực sự là khi mà đến với Rocky á, thì anh Sơn nói với em một câu rằng là gì, em sẽ là mentor, sẽ là cái người mà hướng dẫn hơn 10.000 người, em tin không? Thì lúc đó Mai Hậu thấy đó là một cái ước mơ gì đó, nó rất là xa vời các anh chị. Và mình nghĩ rằng là lúc đó em rất là ngưỡng mộ những cái boss mỹ phẩm, những cái người mà họ có thể làm đứng trên sân khấu, họ có thể huấn luyện, họ có thể này kia, trong khi là mình chưa đứng sân khấu lần nào, mình chưa huấn luyện lần nào, và mình chưa bao giờ mà mình xuất hiện trước một cái đội nhóm khoảng tầm 10 người để mà mình chia sẻ một cái gì đó. Và mình cảm thấy rất là run sợ, mình rất là lo lắng. Thì anh nói vậy, thì mình nghĩ là làm sao mà mình có thể làm được. Và sau khi đó thì mình nhẫn với cái giấc mơ của chính mình đó, là không biết là mình có làm được cái điều đó hay không ta, mình có thể lãnh đạo khoảng tầm hơn 10.000 người không. Và tự mình đặt ra cho mình một cái ước mơ là à, chắc có thể. Và khi mà mình đặt xong cái giấc mơ đó thì bản thân em nó tự cười nhẹ với chính mình. Anh chị biết là mình còn tự cười khinh với chính mình. Thì làm sao mà mình có thể tin tưởng vào giấc mơ, đúng không? Tuy nhiên thì khi mà sau một đêm suy nghĩ thì mình mạnh dạn mình đặt ra cái mục tiêu, mình nói rằng là tại sao không thể làm được, đúng không? Mình cứ làm đi rồi mình sẽ làm được thôi. Và kết quả ngày hôm nay là gì? Tất cả các anh chị ở đây đều thuộc nhóm của Mai Hậu, phải không? Và cũng rất là may mắn, bởi vì là tất cả những thành viên đang kinh doanh cùng Rocky thì hiện tại đang đồng hành với Mai Hậu. Và Mai Hậu có hơn khoảng tầm 100.000 đại lý và cộng tác viên trên toàn quốc. Đây là một trong những cái điều mà Mai Hậu không thể tưởng tượng ra được và không tin được. Có nghĩa là khi mà chúng ta chưa làm, chúng ta sẽ không biết là chúng ta làm được gì. Cho đến khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ làm được các anh chị. Và mình cũng giống như là một ngọn cỏ vậy, một ngọn cỏ dại thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ không biết là chúng ta làm được gì cho đến khi chúng ta làm đâu các anh chị. Và cái câu đầu tiên mà em muốn các anh chị cần phải định vị, đó chính là gì? Mình hãy định vị cuộc đời của mình. Định vị nó sẽ quyết định địa vị các anh chị. Mình phải biết là mình đang muốn gì, mình đang mong gì và mình đang cần gì. Và khi mà mình dám định vị bản thân mình xuống, mình dám viết những cái gì mà mình mong muốn trong thời gian tới, ví dụ như là chúng ta sẽ mong muốn chúng ta là ai trong tương lai, thì chúng ta sẽ là người đó trong tương lai. Còn nếu như ngay bây giờ chúng ta còn không biết chúng ta mong muốn cái điều gì, và chúng ta định vị chúng ta là ai trong một năm tới, hai năm tới, thì thực sự chúng ta sẽ giống như là một chiếc thuyền không bến đỗ vậy đó. Chúng ta sẽ đi lòng vòng, đúng không? Chúng ta sẽ không biết chúng ta là ai và làm như thế nào, làm ra làm sao rồi các anh chị. Định vị quyết định địa vị. Được không ạ? Ok. Và ở đây á, thì sau một cái quá trình mà em làm việc với rất nhiều những cái anh chị đại lý và cộng tác viên, em nói thật luôn với mọi người á, là em chia sẻ cho hàng ngàn người, em chia sẻ bán hàng cho rất nhiều người mà em không hề nhớ là em đã chia sẻ cho bao nhiêu người. Em cũng không nhớ là em đã chia sẻ cái công việc và giúp đỡ cho bao nhiêu người đó. Nhưng mà hiện tại á, thì em biết rằng là gì? Em có khoảng tầm 50 người cùng gọi là
cùng sống chết với mình. Có nghĩa là 50 cái G1 hợp tác trực tiếp với em và đồng hành cùng với em xuyên suốt cái quá trình mà em kinh doanh tại Shopee. 50 người đó là 50 người mà phải nói là cùng em nghiêm túc. À, thế thì là gì? Ở đây á, có một cái lời khuyên thứ hai là chính là gì? Chúng ta cứ chia sẻ nhiều lên, chúng ta cứ chia sẻ rộng ra. Chúng ta không cần biết là người ta có làm với mình hay không làm với mình. Chúng ta cứ chia sẻ và chúng ta cũng chẳng cần phải quan tâm là người ta mua hàng hay không mua hàng đâu. Bản thân em cứ đặt ra mục tiêu là ngày hôm nay em chia sẻ cho bao nhiêu người và em sẽ bán hàng, em chia sẻ bán hàng cho bao nhiêu người và em chia sẻ cái công việc cho bao nhiêu người. À, ngày hôm qua có một cái bạn đó, bạn M1, bạn nhắn tin hỏi em là sư phụ ơi, mục tiêu của sư phụ là gì mỗi ngày thế? Thì mình nhẹ nhàng mình nhắn là giai đoạn đi đẻ, mục tiêu là gì? Mục tiêu là 5 đại lý, chia sẻ cho 5 người một ngày và chia sẻ cho 5 người bán hàng một ngày, chia sẻ 5 người cho công việc và 5 người bán hàng. Đúng là 2 dòng thôi. Và thực sự là Mai Hậu cứ làm cái điều đó mỗi ngày. Thậm chí là mình á, là mình nếu như mà mình không làm xong cái mục tiêu của mình thì mình khó chịu, mình bứt rứt và mình cảm thấy là nó là một cái điều gì đó sai trái trong một ngày. Nên là cứ mỗi ngày là mình đều có mục tiêu như vậy, kể cả bây giờ sắp đi đẻ thì vẫn là mục tiêu như vậy. Và thậm chí là gì, nếu như mà mệt quá không chia sẻ được thì nằm. Có nghĩa là có những hôm mà mình nằm ở trên giường và mình vẫn chia sẻ để đủ cái mục tiêu thì thôi các anh chị. Nên là gì, ở đây thì mình cứ liên tục mỗi ngày và mình hành động mỗi ngày cho những cái mục tiêu của mình và mình hành động hết sức mình nha các anh chị nhé. Ở đây thì sau quá trình mà em giao lưu và gặp gỡ rất nhiều những anh chị đại lý thì cái đầu tiên đó là mình cứ chia sẻ, mình cứ mở rộng và nó sẽ có tỷ lệ. Các anh chị sẽ chỉ cần khoảng tầm 5 hoặc là 10% thôi. Và những cái người mà họ hoạt động tích cực với các anh chị là những người sẽ cho các anh chị kết quả. Và nói thật là 4 năm rưỡi bây giờ những cái G1 mà làm việc nghiêm túc với em thì chỉ có đúng 50 người thôi. Không có nhiều nhé, là G1. Thế thì là gì? Thế thì 50 người đó họ tạo ra kết quả cho em. Và đến bây giờ thì giống như hồi nãy chị Vân có nói, đôi khi em cũng nhìn thấy những cái kết quả của mình ở hiện tại, dù ít dù nhiều thì hiện tại cũng không phải là một cái gì đó mà em quá lấy làm tự hào, nhưng mà mình cũng cảm thấy vui vì cái chặng đường mà mình đi á, nó đã có được những cái kết quả và những cái thành tựu. Thì 50 người đã tạo ra kết quả cho mình, chứ không cần phải quá nhiều để mà mình có thể đạt được cái kết quả giống như ngày hôm nay. Nên là các anh chị hãy liên tục chia sẻ và chấp nhận về cái xác suất và tập trung cho những cái người nghiêm túc đang kinh doanh trong cái hoạt động kinh doanh của mình nha các anh chị nhé. Và các anh chị cũng nhìn thấy đó, nếu các anh chị chỉ cần có 3 người nghiêm túc thôi, các anh chị sẽ là M3, đúng không? Các anh chị có 6 người nghiêm túc cùng đồng hành thôi thì các anh chị sẽ là M6. Các anh chị có 9 người nghiêm túc, các anh chị sẽ là M9. Vậy đó. Ok. Và ở đây á, thì em thấy rằng là trong quá trình mà mình kinh doanh thì em cảm thấy em là một người may mắn. May mắn ở đây có nghĩa rằng là gì? Khi em bắt đầu, em xem cái công việc này là tất cả của mình, là mình sẽ dồn hết tâm huyết vào đó để mình làm và em tập trung cho nó. Tại vì á, là tại thời điểm đó em không biết em phải làm gì, không có việc. Hồi đó thì chỉ có 4 triệu một tháng thôi thì mình chỉ mong là mình có thu nhập lớn hơn. Mà bây giờ mình kinh doanh mà không bỏ vốn, không tồn kho, có người lo hết cho mình rồi, thì là em cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Tại sao mình không làm? Nên là mình làm thôi. Và mình làm, thế là mình tập trung, mình bán hàng và mình có kết quả. Và dần dần mình cứ tập trung và mình lại có kết quả, tạo ra kết quả hơn nữa. Nên là ở đây thì trong quá trình mà em giúp đỡ thì em gặp rất nhiều anh chị. Ở đây có anh chị nào mình vừa làm công việc ở bên ngoài mà mình vừa làm Shopee không? Mình comment với em số 2 đúng không ạ? Số 2 đúng không ạ? Ok. Rồi, có anh chị nào mình làm full time á, thì mình comment số 1 đúng không ạ? Em nghĩ chắc chắn sẽ có rất ít người làm full time. Thực sự, những cái thành viên mà trong nhóm của em hỗ trợ, ai họ đều có một cái công việc. Và ý nghĩa của Shopee là chính là gì? Là công việc làm thêm cho mọi người đúng không? Là một công việc phụ thôi đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Nhưng mà bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây á, là mình có được một cái nguồn thu nhập từ cái công việc làm thêm này
mà nó gấp đôi, gấp ba hoặc là gấp nhiều lần so với cái công việc làm chính thì mình comment em số 5 được không? Comment số 5 được không? Và những anh chị còn lại á, thì cho những anh chị comment số 5 á, một tràng pháo tay bằng số 10 được không các anh chị? À, bằng số 10 được không ạ? Ok, có nghĩa là họ đã thành công, có nghĩa là họ đã có kết quả, có nghĩa là cái thu nhập của họ đã gia tăng lên rất là nhiều. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây mình muốn rằng là cái công việc mà làm thêm, làm chơi của mình á, nó sẽ có thu nhập gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần so với cái công việc làm chính, không ạ? Muốn thì comment là muốn ha. À được không? Ai cũng sẽ muốn hết đúng không các anh chị? Không ai là không muốn cả. À được không? Nhưng mà em thấy rằng là gì? Khi mà mình mang một cái công việc chính và một cái công việc phụ ra để mà mình cân đo đong đếm, thì khi mà em trao đổi với những đại lý, những cộng tác viên trong nhóm, thì em thấy rằng là mọi người đang sẽ và đang ưu tiên cái công việc chính thức của mình hơn, đúng không? Các anh chị ở đây cũng vậy đúng không? Chắc chắn điều đó rồi. Bởi vì khi mà chúng ta đang làm một cái công việc chính thì chúng ta sẽ ưu tiên nó hơn so với cái công việc phụ. Và đôi khi á, là tại vì Robby là một cái mô hình kinh doanh như thế này các anh chị, là mình có thể tự do về thời gian, không gian, mình có thể tự sắp xếp được và mình có thể sắp xếp vào những cái khoảng thời gian mà mình rảnh để mà mình làm. Nên lúc nào á, cái công việc của Robby nó cũng là một cái công việc mà chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên ở phía sau hết á. Không bao giờ mà chúng ta mang ra bàn cân để chúng ta sẽ đặt ngang với cái công việc chính, đúng không ạ? Đúng không? Có phải như vậy không các anh chị? Hay là Mai Hậu đang suy diễn? Có phải là các anh chị đang cảm nhận như thế không? Và thực tế các anh chị chia sẻ với em luôn đi, là có đúng là các anh chị nếu như mà có công việc chính và sếp bảo là làm này, thì các anh chị sẽ tập trung cho cái công việc chính của mình nhiều hơn. Đúng không ạ? Ok, không cái nào cũng quan trọng đúng không? Mình cứ thực tế đi, bởi vì là gì, chúng ta đang làm như thế. Và thực ra thì Robby á, cho chúng ta một cái môi trường mà làm ở đâu cũng được, chúng ta có thể cân đối được thời gian và không gian, nên cái việc mà chúng ta có thể sắp xếp là chuyện bình thường. Nhưng có cái điều này em thấy là nó sẽ khiến cho chúng ta bất bình thường nếu như chúng ta vẫn còn tiếp diễn như vậy, đúng không ạ? Và ở đây á, thì thực sự là khi mà chúng ta đi làm văn phòng, ngày xưa khi mà em làm giáo viên á các anh chị, là cứ 6 giờ á là em đã bắt đầu á, là phải lên trường, 6 giờ 20 là phải mở cửa để mà đón học sinh rồi, không được đến trễ hơn. Tại vì đến trễ hơn phụ huynh đợi là hiệu trưởng la, là quản lý la, là mình không được đến trễ đó. Rồi tối á, thì phải trả học sinh về hết rồi mình mới được về. Mình phải theo cái lịch của bên nhà trường và nó có nguyên tắc. Tất cả các anh chị đi làm công ty á, có ai được đến trễ hơn giờ làm không? Có ai ra lệnh cho sếp được không ạ? ở đây có ai ra lệnh cho sếp được không? Ngày xưa Mai Hậu nhớ có một lần Mai Hậu đi làm thêm bán xà bông, thì lúc đấy là sếp thuê Mai Hậu, nhưng mà hồi đấy thì mình mới lớn, là mới học xong 12, thì Mai Hậu đi bán xà bông thì bán nhân số lớn á, nên là sếp cứ làm sai mình quay lại mình la cả sếp. Sau khi đó thì sau đúng cái hôm la sếp xong là được trả lương và cho nghỉ luôn mặc dù là bán nhân số rất lớn. Mà thực sự dù chúng ta như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ phải là gì, chúng ta phải nghe theo cái sự sắp đặt của cái người hướng dẫn, đúng không, của chủ ở đó. Và chúng ta sẽ cần phải đánh đổi thời gian, không gian để chúng ta có được thu nhập. Và chúng ta sẽ cần phải theo nguyên tắc ở đó. Đồng phục nè, đúng không ạ? Đồng phục nè. Rồi là thời gian đi làm, thời gian nghỉ. Có anh chị nào ở đây là mình được nghỉ sớm hơn khoảng tầm 1 tiếng, hay là mình tự động mình nghỉ sớm hơn được không ạ? Cái này thì rất là hiếm đúng không? Trừ phi là mình có thể là mình làm sếp thì mình còn có thể là như vậy được. Chứ còn nếu như mà mình làm ở văn phòng thì phải đúng giờ đúng giấc, dạy học thì phải xong tiết học thì mình mới được nghỉ. Thế thì các anh chị hình dung là khi mà chúng ta làm một cái công việc chính á, thì chúng ta luôn luôn trong một cái khuôn khổ, một cái sự ràng buộc và một cái nguyên tắc. Và chúng ta sẽ cần phải tuân thủ tất cả những cái nguyên tắc
ở trong cái môi trường mà chúng ta làm việc, đúng không ạ? Sếp còn có sếp to hơn. Ok. Mà Mai Hậu thấy là ông xã của Mai Hậu đứng nhờ mới về. Bởi vì sao? Làm sếp á, là phải còn là gì nữa các anh chị? Làm gương nữa. Ngày xưa Mai Hậu cũng làm văn phòng, không có cái chuyện là Mai Hậu sẽ nghỉ sớm hơn nhân sự đâu. Mà lúc nào mình cũng phải đi sớm hơn nhân sự, mình về trễ hơn, thậm chí về khuya hơn. Để làm gì? Để duy trì năng lượng cho nhân viên, để mà giúp cho nhân viên họ họ có năng lượng, họ ở lại, họ làm với mình. Thì lúc đấy á, là doanh số nó mới tăng được, lúc đấy mới có thể phát triển được, đúng không các anh chị? Nên là gì, nhiều khi thấy sếp mà đang tăng ca, bản thân mình cũng không có nỡ đi về, mặc dù con ở nhà vẫn đang đợi, hoặc là mình phải sắp xếp một người nào đó thay thế đón con này kia, đúng không? À, rất là nhiều thứ. Nhưng mà bởi vì là gì, cái môi trường, cái công việc nó sẽ cần phải là gì, nó sẽ cần phải có nguyên tắc, đúng không? Thế nên có một cái câu nói rất là hay mà An Sơn nói là gì? Khi mà chúng ta làm cho người khác thì chúng ta lại làm rất là nghiêm túc, nhưng mà chúng ta làm cho mình thì lại làm rất là hời hợt. Lại làm rất là hời hợt. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mình thấy rằng là bây giờ khi mà chúng ta đang làm góp quy, chúng ta làm thêm, nhưng mà chúng ta lại đang làm chủ, đúng không ạ? Chúng ta lại đang làm chủ cho chính mình. Và cái hành trình đi làm chủ á, nó luôn luôn là một cái hành trình khó khăn, không có dễ dàng. Tại Rocky thì nó đã đơn giản hơn so với nhiều mô hình kinh doanh khác rồi, nhưng còn làm hay không làm, nó lệ thuộc vào bàn tay của mình và ý chí của mình và sự kiên định của mình và những cái nguyên tắc của mình và cái sự cống hiến của mình. Giống như ở văn phòng, ở công ty, ở cái công việc chính, mình phải đánh đổi thời gian, không gian và mình phải nguyên tắc với nó để mình có kết quả, mà thậm chí còn bị sếp la lên la xuống, đúng không ạ? Để mà mình nhận được những cái đồng lương đó thì mình phải đánh đổi. Mình phải đánh đổi và mình phải có rất nhiều những cái áp lực, rất nhiều trong da. Thế bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mình ở đây, mình nắm bắt được cái cơ hội Rocky và mình tự cho mình được cái áp lực, cái trong da và những cái mà để cho chúng ta có thể thành công được trong cái môi trường kinh doanh này, và chúng ta tự đưa mình vào một cái gọi là một cái nguyên tắc để mà chúng ta có thể vượt qua, chúng ta có thể cố gắng để mà chúng ta làm chủ bản thân và chúng ta làm cho mình không? Được không ạ? Được không? Chứ còn ví dụ như chúng ta làm cho người ta thì chúng ta làm rất là siêng năng, chúng ta làm từ sáng đến chiều, chúng ta tăng ca luôn, chúng ta vẫn làm và chúng ta nhận lương hàng tháng. Nhưng mà làm cho mình á, mình bán một đơn hàng á, là 5 triệu mình có 2 triệu rồi thì mình lại rất là hời hợt. Biết có 2 triệu đó, nhưng mà từ từ đã. Biết là mình phải làm như thế đó, nhưng mà cứ để đó đã. Tại vì là gì? Đang bận làm cho người ta, mình phải nhiệt tình với người ta cái đã, rồi bản thân mình sao thì sao. Có phải là như vậy không ạ? Thế đó là một trong những cái nghịch lý trong cái quá trình mà chúng ta đi kiếm tiền, cho cái hành trình kiếm tiền của mình. Nên là em thấy là em may mắn bởi vì là sao? Bởi vì á, làm cho em á, em làm rất là nghiêm túc. Và bản thân em á, em đặt ra mục tiêu và em phải hoàn thành mục tiêu mỗi ngày của em. Nếu như ngày nào mà em không hoàn thành mục tiêu của mình, em cảm thấy xấu hổ với chính mình, em cảm thấy có lỗi với chính mình, có lỗi với đồng đội, có lỗi với con của mình, có lỗi với ông xã của mình. Bởi vì mình nói rằng là gì, mình sẽ cố gắng, mình nỗ lực để mình đạt được cái điều đó, nhưng mà mình lại bỏ ngỏ nó, mình lại chưa hoàn thành được nó, thì thực sự rất là tiếc nuối. Nên là gì, đến ngày hôm kia, tối hôm kia, khi mà em đang mang bầu như vậy, em vẫn viết một trang nhật ký. Thật ra lâu lắm rồi không viết nhật ký, nhưng tại vì cái ngày hôm kia mình cảm thấy là thực sự là một cái tâm trạng nó rất là lớn, và mình phải có những cái quyết định để mà mình có thể là gì, hành động. Và thậm chí là mình gọi cho từng đại lý, từng cộng tác viên. Đó, nhóm của Mai Hậu có ai được nhận cuộc gọi của Mai Hậu không? Gọi để mà gì? Để kích hoạt, để mà gì? Hỗ trợ cho họ những cái kinh nghiệm bán hàng, để mà cùng nhau hoàn thành cái mục tiêu tháng vừa rồi, để mà mình và đồng đội có thể vượt qua. Nên là mình không dám ngủ, mình phải hành động, mình phải làm. Và Mai Hậu phải viết nhật ký, xin lỗi con, xin lỗi chồng. Vì sao?
vì thời gian này á là lẽ ra là nghỉ dưỡng để đi đẻ rồi, nhưng mà gì, nhưng mà vẫn đang còn chạy số, thì mình tự an ủi mình là không biết cái thằng hổ này mai mốt ra đời nó có thông minh hay không, chứ mà giai đoạn này là mẹ nó chạm số hơi bị nhiều đó các anh chị, là suy nghĩ hơi bị nhiều đó, nên là cũng hy vọng là vì cái sự suy nghĩ của mẹ nó mà nó sẽ thông minh trong thời gian tới. À, các anh chị ha, nên là gì, mình phải hành động, có nghĩa là bây giờ này, nếu như để mà lựa chọn cái việc làm thêm để mà cho mình có một cái nguồn thu nhập thêm đâu đó, nó có thể là gì, nó có thể là x 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần hoặc là nhiều lần so với cái công việc chính của mình, thì các anh chị thực sự cần hai điều, hai chữ là nghiêm túc, là nghiêm túc, được không ạ? Là nghiêm túc, là tự kỷ luật bản thân mình, tự đưa mình vào khuôn khổ và tự mình phải cho mình một cái môi trường giống như là gì, giống như ở trên văn phòng người ta quản lý mình sao á, thì bây giờ mình tự quản lý mình vậy, được không ạ? Được không ạ? Và chính những cái sự mà cam kết của các anh chị nó mới giúp cho các anh chị thành công được, và thành công của các anh chị nó nằm ở trên đôi tay của các anh chị chứ không phải là đôi tay của người khác, được không? À, và bây giờ chúng ta sẽ thực sự xem thử kể cả các M1 hay là M3, à đúng không, mai hội nhóm của mai hội thì có các M1, khi mà có được thu nhập rồi á, bắt đầu là chúng ta phải trải qua cái giai đoạn là vượt sướng này, tại vì khi mà chúng ta vượt nghèo á thì chúng ta vượt dễ lắm các anh chị, nhưng mà vượt sướng khó lắm nha, vượt sướng không phải phải dễ giống như vượt nghèo đâu. Lúc mà chúng ta không có tiền á, chúng ta bắt buộc chúng ta phải hành động mạnh mẽ hơn, và chúng ta có những cái quyết định mạnh mẽ để mà chúng ta có thể xây dựng cho mình sự nghiệp. Nhưng mà khi mà chúng ta lên được 20 triệu, 30 triệu, lúc đó sẽ là cái giai đoạn mà chúng ta cảm thấy à 20 triệu đủ rồi hay 30 triệu đủ rồi đó, thì và phải vượt sướng các anh chị. Và nhiều khi là chúng ta không vượt được cái mức của chúng ta thì chúng ta sẽ mãi dậm chân ở đó và thậm chí chúng ta đi lùi thôi. Nên là ở đây thì em cũng mong là chúng ta hãy luôn luôn đặt mình ở một cái vị trí là nó đang là điểm xuất phát, nó đang là con số 0, và chúng ta cần phải hành động mạnh mẽ mỗi ngày và mục tiêu mỗi ngày để chúng ta đạt được những cái kết quả mới hơn, tốt hơn, và chúng ta chinh phục những cái nấc thang tốt hơn. À, rồi nói thật với các anh chị là gì, 4 năm rưỡi vừa qua Mai Hậu nhìn lại thấy mình không có một cái người bạn thân nào. Thật sự luôn á, là có những cái người bạn thân ở trong Robby giống như là Út My hay là những anh chị ở trong Robby thôi, chứ còn để mà gì, để mà có những cái mối quan hệ ở ngoài luồng như là bạn bè cấp 3, nói thật là Mai Hậu không phải là người mà gọi là gì, là kém giao tiếp đâu. Có thể khẳng định với mọi người là khi mà gặp ai đó để mà giao tiếp thì đa phần á là Mai Hậu đều có thể lấy được thiện cảm. Đúng không các anh chị? Nhưng mà gì, nhưng mà trong quá trình mà Mai Hậu xác định là Mai Hậu lập nghiệp á, thì hiếm có bao giờ Mai Hậu đi cà phê lắm. Để ai mà rủ Mai Hậu mà đi cà phê hay là đi nhậu hay là đi ăn chơi thì thực sự là rất là hiếm có để Mai Hậu đi. Và để mà đi đám cưới á thì chỉ có đi những cái người thân hoặc là bạn bè thân lắm á, mới phải đi thôi, chứ còn nếu như mà ai mà xa xa một tí là gửi thiệp ngay để làm gì, à, tại vì giai đoạn đấy mình không có thời gian để mình ưu tiên cho những cái việc ăn chơi, mình sẽ tập trung cho công việc. Và chắc chắn luôn là khi mà chúng ta khởi sự công việc thì chúng ta sẽ cần phải là gì, cần phải có giai đoạn tập trung, chúng ta không thể nào mà vừa làm vừa chơi được anh chị, chẳng có ai làm chơi mà ăn thật cả, đúng không? Và ở đây thì đôi khi chúng ta thấy rằng là cái công việc Rocky á thì chúng ta chỉ có là gì, chỉ có đầu tư 3 triệu thôi, ai là cộng tác viên thì là 599.000 ở giai đoạn hiện tại, đúng không ạ? Còn nếu như mà là đại lý thì là 3 triệu hơn là làm được đại lý rồi. Thế thì đôi khi là gì, à, cái nhiều khi mình xem nhẹ nó bởi vì cái sự đầu tư ở giai đoạn đầu nó bé, nhưng mà nếu như các anh chị hình dung ra thì bây giờ các anh chị đang sở hữu một cái doanh nghiệp hàng triệu đô la với hai cái kho rất là lớn mà các anh chị sẵn sàng mời khách hàng đến tham quan bất kỳ lúc nào, và một cái văn phòng rất là lớn với một cái đội ngũ nhân sự mà phải nói là công ty đã chuẩn bị cho mình rất là to bự rồi, việc của các anh chị là sở hữu nó và kinh doanh nó. Thế nên là gì, ở đây mình đừng nghĩ là mình đầu tư 3 triệu là một cái gì đó mà mình mất 3 triệu mình không có tiếc, đúng không các anh chị? Nhưng mà các anh chị sẽ
sẽ có một cái cơ hội kinh doanh hàng triệu đô chứ không phải là ít. Và chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại là chúng ta đang làm một cái kinh doanh rất là lớn, và các anh chị đang tự làm chủ trên cái kinh doanh của mình, và các anh chị vận dụng những cái giá trị mà Robby đã làm sẵn để áp dụng cho kinh doanh của các anh chị. Khác với cái việc là mình đầu tư hàng tỷ đồng á, thì mình cảm thấy là mình tiếc và mình lao đầu, mình làm ngày làm đêm, mình làm từ sáng đến chiều, thậm chí là mình nó hở là mình phải làm sao đó để mình có kết quả hàng ngày luôn, và ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình đầu tư 3 triệu thì mình lại cảm thấy là à nó nhỏ quá. Thế bây giờ nếu như mà để mà các anh chị nghiêm túc thì các anh chị phải đầu tư nhiều hơn, đúng không? Ok, các anh chị phải đầu tư nhiều hơn, đúng không? Nên là ở đây á, mình đừng xem nhẹ cái 3 triệu mà mình đầu tư nha các anh chị. Các anh chị đang sở hữu kinh doanh rất lớn, và các anh chị hãy xác định một cái tâm thế rằng là gì? Mình đang kinh doanh một cái kinh doanh rất lớn mà mình đang làm chủ rất lớn, và mình phải thực sự nghiêm túc về cái công việc làm chủ của mình. Ở đây tất cả mọi người đều làm chủ riêng hết á, không ai mà ép các anh chị đi bán hàng được ngoài các anh chị, không ai mà ép các anh chị đi tuyển dụng ngoài các anh chị được, mà các anh chị tự nhìn thấy là mình phải làm gì để mình có được kết quả cho bản thân mình, đúng không ạ? Thế thì ở đây mình hãy mang cái công việc này ra một cái bàn cân để mình cân xem thử giữa công việc chính, công việc phụ, và giữa cái việc mà mình làm chủ mình phải đầu tư rất nhiều vốn với cái việc mà mình đang được làm chủ và mình vận dụng rất nhiều vốn của Robby làm sẵn cho mình, thì mình chọn cái nào và mình làm cái nào, mình hành động như thế nào và mình nghiêm túc với cái nào nhiều hơn. Thế thì bây giờ trong quá trình mà chúng ta xây dựng, tất nhiên chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn, và em mong là các anh chị hãy mang nó ra bàn cân để cân làm sao đó cho các anh chị hình dung rằng là à, cái nào cũng sẽ cần phải có đầu tư, và Robby em chỉ mong các anh chị nghiêm túc và các anh chị hành động có mục tiêu mỗi ngày, chinh phục mục tiêu mỗi ngày, và các anh chị hành động nó một cách giống như các anh chị đang đưa các anh chị vào một cái khuôn khổ để các anh chị có thể là gì, có thể xây dựng cái kinh doanh của mình theo một cái chuẩn mực mà mình không phải là làm cho ai, mà mình đang làm cho mình. Để rồi có thể lúc mà giai đoạn đầu mình làm cho mình giai đoạn đầu 5 triệu thôi, nhưng mà sau đó 20, 30, 40 triệu thì mình sẽ có những cái quyết định riêng trong cái cuộc đời kinh doanh của mình. Và có ai ở đây mà mình đang làm Robby mà gì các anh chị, mà mình có chiếm nhiều thời gian hơn so với công việc làm chính không? Các anh chị sẽ thấy một cái điều rằng là ngày hôm kia khi mà Mai Hậu nằm ở dưới nhà, mình mệt quá, mình không ngồi dậy được, và mình phải gọi điện để mà tư vấn cho cộng tác viên ấy. Thì mình thấy mình may mắn. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì ngay cả khi mình nằm, mình vẫn có thể làm việc được. Không ai gò bó mình, không ai ép buộc mình. Nhưng mà sau khi mà mình làm xong ấy, thì mình tính thời gian là gì? Mình làm có một tiếng đồng hồ cho một ngày thôi, chứ mình không làm nhiều. Còn thời gian lại á, là sau ví dụ như 5 AM thức dậy cùng với mọi người đi, thì 5 AM xong là bắt đầu 7 giờ là ăn sáng, dinh dưỡng, xong rồi bắt đầu là có thể là đọc sách, hoặc là ví dụ như là chuẩn bị đồ ăn rã đông rồi này kia nấu ăn, buổi trưa đợi chồng về ăn cơm cùng, xong rồi hai chồng ăn cơm xong thì bắt đầu khoảng tầm là 14 giờ Mai Hậu mới làm việc đến 15 giờ, và sau khi đó lại chuẩn bị cơm chiều nấu cơm cho chồng rồi. Xong rồi Mai Hậu nói với chồng mình là ơ sao mà em thấy em giống như bà mẹ nội trợ vậy, sao mà em thấy là cứ buổi trưa là em đợi chồng về ăn cơm, xong rồi cái buổi tối á, là cứ 5 giờ là thói quen bây giờ của Mai Hậu là ngồi ở trước nhà là vừa đọc sách vừa đợi chồng chở con về đi học về, để mà mong được gặp con, để mà ôm con. Thế các anh chị có mong muốn là cái cuộc sống nó như vậy không? Xong rồi á, là mẹ chồng của Mai Hậu vào thăm á, hỏi ủa sao con không đi làm hả con, sao con ở nhà hoài vậy, giống như kiểu là mình không có việc để làm hả các anh chị, giống như kiểu là mình ăn không ngồi rồi vậy đó, kiểu như vậy. Xong rồi người ta không biết là mình có là đang làm việc hay là đang ăn chơi luôn các anh chị, và mình ở nhà mình nghỉ ngơi, mình có thể thư thả cái lúc mà mình muốn. Thì các anh chị có mong muốn cái điều đó không? Nên là gì? Thực ra thì Mai Hậu thấy là sao mà mình sướng thế, sao mà mình cảm thấy mình vui thế, và mình muốn đi đâu cũng được, mình muốn làm gì cũng được, thậm chí là không đi được á, thì gọi người khác về nhà chơi, rồi họ có thể là tụ tập bạn bè bất kỳ lúc nào được. Và khi mà mẹ chồng Mai Hậu vào thì thấy là mình dẫn mẹ đi spa,
đi shopping, đi này đi kia. Xong rồi mẹ đặt ra một câu hỏi là ủa sao nó ở nhà không mà nó lại có thể là dẫn mình đi đây đi đó nhiều thế. Thì thực sự là gì, mình cảm thấy cái cuộc sống của mình nó rất là hạnh phúc. Và nói thật với các anh chị, Mai Hậu cũng là một cái người mà phải nói cảm thấy rất là tự hào vì có thể ở đây không biết có chị nào có thể ngủ đến 10 giờ sáng hoặc là 11 giờ sáng mà không bị mẹ chồng la không đúng không. Nhưng mà em á thì có nhé. Sau khi thức dậy thì rất là hạnh phúc là gì các anh chị biết không, hai vợ chồng đều có hai tô bún hoặc là hai phần ăn ở trước cửa phòng mà không cần phải lo lắng là bị la hay là bị gì hết. Thật ra nếu như ở một cái vị trí mà mình không có kinh tế thì chắc chắn Mai Hậu sẽ không bao giờ có được cái điều đó, thề luôn. Nhưng mà khi mà mình có thể tự chủ được kinh tế, mình có thể độc lập được kinh tế thì chắc chắn là mình sẽ có được những cái gì mà chúng ta đang cảm thấy là thực sự khó khăn thì nó sẽ được giải quyết, nó sẽ được hỗ trợ. Và thực sự tiền không có thể giải quyết được nhiều thứ nhưng mà có thể giải quyết được rất rất nhiều thứ các anh chị đúng không ạ, kể cả hạnh phúc, kể cả mọi thứ ở trong chúng ta thì chúng ta đều có thể giải quyết được đó. Nên là ở đây á, thì mình hãy mang ra bàn cân nhé, và mình hãy xác định rằng là chúng ta sẽ có thể nghiêm túc với những cái khoảng thời gian chúng ta có thể làm drop in, và chúng ta sẽ nghiêm túc với bản thân, chúng ta hãy đưa chúng ta vào quy luật để mà chúng ta có được kết quả. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây mình thấy rằng là trong quá trình mà mình kinh doanh Rocky vừa rồi á, mình đã thiết quân lập được cho bản thân mình thì mình comment giúp em số 9 nhiều ạ. À, số 9 nhiều ạ. Ok. Có không? Có thiết quân lập để cho chính mình không? Được không? Ok. Em thì em dám đã comment số 9 bởi vì là gì? Em cảm thấy là mình rất là nghiêm túc về cái công việc này. Và chính cái sự nghiêm túc của mình có được những kết quả. Và ở đây á, thì có một cái quan niệm thứ hai mà em muốn chia sẻ với mọi người trong quá trình mà kinh doanh tại Rocky là chính là gì? Đó chính là thật ra thì mọi người á, là đang kinh doanh theo cái kiểu ở đây em sẽ có thể chia ra hai khía cạnh. Một là kinh doanh thực sự, hai là bán hàng đơn thuần. Bán hàng đơn thuần thì ví dụ như thế này thôi. Trong quá trình mà em hỗ trợ cho cộng tác viên và đại lý thì em hay nhận được những cái câu hỏi là em ơi, cái sản phẩm này có tốt không, chị bán cái sản phẩm này nhé, đúng không ạ? Các anh chị hướng dẫn đều đều nhận được những câu hỏi đó rất nhiều đúng không? Rồi là gì, chị phải trải nghiệm sản phẩm đã rồi chị mới kinh doanh, đúng không các anh chị? Rồi thêm nữa này là chị phải thành công đã thì chị mới chia sẻ công việc này, bởi vì chị cảm thấy là chị có trách nhiệm với những cái người mà chị tuyển dụng đến, hoặc là chị bán hàng thì chị ngoài bán về sản phẩm thì chị còn bán lương tâm của chị, còn bán uy tín nữa, nên chị phải bán sản phẩm chất lượng chứ, đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta đều phải bán cái tâm của mình, chúng ta chia sẻ công việc chúng ta phải từ tâm, chúng ta bán hàng từ tâm chứ không phải chỉ là vì lợi nhuận đâu. Chỉ vì lợi nhuận đâu. Nhưng mà em sẽ phân tích như thế này. Có một chị đến với em và bảo sau 1 tháng rồi mà chị chưa bán được hàng, trong khi đó chị chọn cái sản phẩm là mỹ phẩm, và chị thấy chị có vấn đề về da và chị bán về về mỹ phẩm đó, rồi chị không bán được hàng đó. Rồi thêm nữa là gì, có một chị thì chị bán được rất nhiều tại vì chị đã trải nghiệm sản phẩm rồi và chị dùng cho cái làn da của chị rồi, chị rất là tự tin, chị nói là cái da của chị dùng cái sản phẩm này rất đẹp nên chị quyết định là chị kinh doanh luôn. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mình trải nghiệm sản phẩm mà mình thấy là sản phẩm chất lượng mình kinh doanh liền luôn, mình comment game số 1 được không ạ? Số 1 được không ạ? Rồi đó thì thực ra thì đánh giá một cái chất lượng sản phẩm chúng ta không chỉ đánh giá trên chính mình mà chúng ta phải đánh giá trên rất rất nhiều người, bởi vì á là mỗi người nó sẽ có mỗi cái trạng thái khác nhau, mỗi cơ địa khác nhau, mỗi cái trải nghiệm khác nhau các anh chị, và chúng ta phải đánh giá trên tổng thể được không ạ? Chứ không thể nào mà đánh giá một sản phẩm qua một người được. Một cái sản phẩm tốt nhưng mà nó không phù hợp với da của cái người đó thì tất nhiên họ sẽ không cảm nhận được cái giá trị của sản phẩm đó. Nhưng nếu như một cái sản phẩm tốt mà nó phù hợp với da của cái người đó thì cái người kia thì tự nhiên là họ cảm nhận được tốt và họ bán hàng rất là năng lượng. Nhưng trong quá trình mà chị đó bán hàng á
thì chị dùng cho da chị đẹp, nhưng mà đến khi mà chị gặp người A, người B, người C, chị bán được rất nhiều bởi vì người ta nhìn thấy da chị đẹp lên rồi. Thì bán hàng qua câu chuyện là chuyện đương nhiên, bán hàng rất là dễ. Nhưng mà đến người số 10 thì cái người số 10 bảo là em ơi sao cái da chị bị kích ứng thế, là lý do làm sao thế. Thì cái người chị này bảo ủa sao mà em dùng tốt thế mà chị dùng như thế, là do sao ta, do cái chai sản phẩm mà, hay là do như thế nào, hay là do ra làm sao. Thì chị không giải quyết được và dẫn đến là gì, cái mông lung của cái khách hàng đến cái mông lung của cái người bán hàng, và cảm thấy là à cái sản phẩm này có vấn đề. Thì khi mà gặp vấn đề mà chúng ta không biết cách để giải quyết thì chúng ta rất dễ dàng lắm là bỏ cuộc, đúng không các anh chị? Vấn đề gặp vấn đề, chúng ta giải quyết vấn đề mỗi ngày thì chúng ta sẽ được giải quyết hết tất cả và chúng ta có năng lượng mỗi ngày. Còn nếu vấn đề chạm vấn đề ngày càng một lớn và chúng ta có quá nhiều vấn đề thì thôi bỏ cuộc cho nó dễ, đúng không? Đúng không? Tất nhiên rồi, bỏ cuộc là một trong những cái điều gì đó nó dễ quá, nhưng mà nó tầm thường quá các anh chị. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta kinh doanh, chúng ta không thể mang cái tâm thế là một người bán hàng đơn thuần giống như vậy được. Để chúng ta chỉ trải nghiệm rồi chúng ta bán không thì chúng ta bán nhiêu đó thôi là cùng. Nhưng mà anh chị nào rời dung thì cứ rời nha, đừng nhắn lên trong khung chat không bầu tổn thương nha các anh chị. Các anh chị rời bỏ em đi, em tổn thương lắm, nên là mình cứ im lặng mình rời đi thôi. Ok rồi, thế thì khi mà mình mang tư duy là một cái người kinh doanh thực sự, các anh chị sẽ thấy khác. Bởi vì khi mà mình mang tư duy của một cái người đi kinh doanh thực sự, các anh chị, mình sẽ thấy rằng là khi mà mình bán hàng thì mình phải nghiên cứu cái sản phẩm đấy thật là kỹ. Mình nghiên cứu từng thành phần, từng giá trị của sản phẩm. Cái gì cho cái sản phẩm này nó nổi bật hơn sản phẩm của người ta, để mà làm rõ cái sản phẩm của mình lên. Cái gì trong cái sản phẩm này người ta sẽ đặt nhiều câu hỏi để mà hỏi. Cái gì trong cái sản phẩm này á, là khi mà khách hàng dùng họ trải nghiệm ra sao, họ cảm nhận như thế nào, thì chúng ta phải nghiên cứu. Em không nói ở đây là hai cái từ là học sản phẩm, mà em nói rằng chúng ta đã thực sự ngồi xuống và nghiên cứu cái sản phẩm mà chúng ta kinh doanh chưa. Và thực sự nghiên cứu nha các anh chị. Khi mà em bán cái gì đó thì em phải nghiên cứu, em phải nghiên cứu thực sự cái sản phẩm đó. Mình nghiên cứu đến cái độ mà khách hàng hỏi rằng là gì, à em ơi tại sao chị bị kích ứng, thì mình phải biết là lý do tại sao họ bị kích ứng luôn, và chúng ta sẽ xử lý như thế nào, xử lý ra làm sao. Giống như bán da thì bán sản phẩm về làm đẹp á, em chỉ cho các anh chị một thứ thôi mà các anh chị có thể bán tất cả những cái dòng mỹ phẩm nào cũng được luôn. Các anh chị chỉ cần đọc hướng dẫn sử dụng sản phẩm đó một cách đơn giản là các anh chị làm được. Biết là gì không? Hên cái này là em bán mỹ phẩm lâu năm, nên là gì, bán mỹ phẩm thì các anh chị chỉ cần hiểu về da của khách hàng thôi là các anh chị bán được. Còn nếu như bán mỹ phẩm mà không hiểu về da của khách á, thì các anh chị là tội đồ. Bởi vì là sao? Bởi vì là gì, mình thấy khách hàng đó da khô tư vấn cái sản phẩm cho da dầu là chết rồi. Đúng không ạ? Nên là gì, ở đây mình phải thực sự nghiên cứu cái sản phẩm đó, mình nghiên cứu đến từng cái chi tiết, từng cái điểm nổi bật, thậm chí là sản phẩm này có gì hơn so với những cái sản phẩm đang cạnh tranh ở trên thị trường. Mình thậm chí là mình nghiên cứu luôn những cái sự từ chối của khách hàng đến với cái sản phẩm của mình luôn, lý do tại sao, như thế nào người ta từ chối mình và mình xử lý như thế nào. Thì sau khi đó các anh chị đi kinh doanh, các anh chị thấy là mình giống như là nhẹ tựa lông hồng. Bởi vì sao? Cảm thấy cái vấn đề gì mà khách hàng đặt ra mình cũng đều có thể giải quyết được hết. Nên là ở đây chúng ta phải có một cái hành trang cho bản thân mình, đó chính là hãy nghiên cứu sản phẩm, hãy nghiên cứu sản phẩm, hãy là người kinh doanh thực sự, chứ đừng là người nghe người khác nói xong rồi mình làm, hoặc là thấy mình dùng ok rồi mình làm nó vẫn chưa chuẩn đâu. Mình dùng tốt rồi nhưng mà mình phải nghiên cứu thật kỹ về nó để mình có thể giải quyết những cái vấn đề hệ lụy ở sau đó nha các anh chị nhé, được không ạ? Và các anh chị hãy comment là nghiên cứu sản phẩm được ạ. Ok, và cái tiếp theo á là gì, khi mà chúng ta kinh doanh á, thì cái quan trọng là chúng ta phải có một cái mục tiêu. Không biết hồi sáng này khi mà chúng ta đặt ra mục tiêu á, có cái phần lên mục tiêu rất là hay. Hồi sáng em nghe chị chia sẻ mục tiêu rất là hay, em cảm thấy là ngồi đây em cảm thấy rất là hay về cái cách lên mục tiêu của chị. Nhưng mà có bao nhiêu các anh chị mình viết ra được cái mục tiêu cho bản thân mình không? Sáng nay thật luôn, sáng nay mình ngồi mình viết nghiêm túc không? Mình viết ra mục tiêu của mình hàng ngày luôn không? Hàng ngày luôn. Và mình làm cái gì không? Đó.
với cái mục tiêu làm dropshipping em chỉ cần các anh chị hai thứ thôi, là chia sẻ bán hàng cho bao nhiêu người, chia sẻ công việc cho bao nhiêu người. Mình viết ra, giống như em thì chia sẻ bán hàng cho 5 người. Hoàn thành xong chưa? Hoàn thành xong rồi thì bắt đầu đến chia sẻ công việc. Thế xong rồi, xong nhiệm vụ là xong. Hôm đấy cũng không quan trọng là chốt được hay không chốt được đâu. Cứ chia sẻ liên tục đi rồi nó sẽ có tỷ lệ. Đúng không ạ? Mình cứ chia sẻ hết mình, chia sẻ tất cả những cái giá trị của sản phẩm, giá trị của Rocky cho người nghe. Và mình phân tích cho họ nghe, họ hiểu hết đi. Thì lúc đó họ họ nghe xong họ có quyết định, mình tôn trọng quyết định của họ. Đó. Chứ mình không có thúc ép hay là mình dồn mình ở hôm nay không chốt được đơn, hôm nay như thế nào. Mà sau khi mà mình chia sẻ xong thì em cũng khuyến khích là mình nên xem thử là cái cách chia sẻ của mình nó đã ok chưa, nó ổn chưa và nó đã tốt chưa, mình có cần phải rèn giũa gì không. Nếu mà mình cảm thấy à tốt quá Mai Hậu ơi, hài lòng quá, coi như là hôm nay mình chia sẻ hay thế mà người ta không chốt, thế thì là không vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay tự nhiên mình thấy sao mà mình có những cái gì mà mình nói ú ớ thế nhỉ? Hôm nay năng lượng mình sao? Thì mình sửa nó, lần sau mình tốt hơn. À, được không các anh chị? Và ở đây thì mình nên có một cái mục tiêu. Nhưng có cái sai của mọi người ở đây mà em thấy là mọi người lên mục tiêu á, là nó bị sai luôn. Tại vì sao? Để mà chạy M12 á, thì đến em còn mấy tháng nữa đúng không? Còn đến 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 tháng sau nữa. Nhưng mà tại sao á, là em lại kết thúc vào tháng này? Bởi vì cái mục tiêu của em là tháng này là xong, tại vì còn đồng đội ở phía sau nữa, nên là mình không thể nào mà mình chỉ là kết thúc cái mục tiêu nó đến tháng sau. Thậm chí là nếu tháng sau mình kết thúc mục tiêu vẫn được, nhưng mà sao mình phải làm trong tháng này, bởi vì cái deadline của mình là vào tháng này. Nhưng có một cái sai khi mà lên mục tiêu đó chính là gì? Mọi người không có deadline, mọi người không có thời gian để mọi người cam kết với cái mục tiêu của mình. Mình lên cái mục tiêu là M12 à gì 12% trong vòng bao lâu thì mình không xác định được bao lâu hết. Mình cứ bảo là tôi muốn lên 12%, tôi muốn lên 9%, tôi muốn lên 6%, nhưng bao lâu thì tôi không biết. Được không ạ? Thế thì là còn lâu nữa chúng ta mới lên, còn lâu nữa chúng ta mới hoàn thành được lắm. Mà khi mà chúng ta đặt ra một cái mục tiêu cho mình á, thì hãy cho mình một cái giới hạn, một cái deadline để mà mình không bao giờ có đường lùi. Và mình sẽ không bao giờ là gì? Không bao giờ mình cảm thấy là mình lạc lối trong cái chặng đường mà chinh phục mục tiêu của mình. Và hãy cho mình một cái thời điểm nào đó xác định rằng chúng ta sẽ làm được. Và khi các anh chị có deadline á, thì các anh chị sẽ lập ra kế hoạch nó nhẹ nhàng lắm. Nó mỗi ngày luôn, chứ không cần là gì? Không cần các anh chị phải phải băn khoăn là chúng ta phải làm gì nữa đâu. À, được không ạ? Thế thì bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây mình cho mình cái deadline rồi thì mình comment xuống số 5 được không ạ? À, và chúc mừng cho các anh chị đó. Còn nếu như mà mình lên mục tiêu mà mình bảo là 6%, 9%, 12%, nhưng năm nào thì tôi không biết. Giống như là út mê bảo là muốn lấy chồng, nhưng lấy chồng năm nào thì giờ chưa có người yêu, kiểu vậy. Nên là làm sao mà lấy chồng được, đúng không? Đúng không? Mình phải có deadline và mình phải có thời gian nào để mà mình hoàn thành nó các anh chị. Mình làm cái điều đó bao lâu? Và ví dụ như là lên 12% trong 3 tháng thì 3 tháng đấy mình phải làm gì? Thì các anh chị sẽ thấy là cái năng lượng của các anh chị mà follow theo cái mục tiêu các anh chị đặt ra nó luôn luôn là một cái năng lượng mà rất là lớn và thậm chí gấp đôi. Và các anh chị cảm thấy rất là day dứt khi mà các anh chị không làm được cái mục tiêu đấy, và các anh chị phải cố gắng mỗi ngày luôn. Nên là ở đây chính bản thân mình tự rèn giũa mình, tự đưa vào một cái khuôn khổ, tự đưa vào một cái mục tiêu, tự cho mình deadline. Và khi mà mình có deadline thì mình mới có kế hoạch mỗi ngày được. Và đó là cách mà em làm, đó là cách mà em làm từ khi mà em bắt đầu drop. Và mình phải cho mình một cái thời điểm nào đó để mình quyết định là mình hoàn thành tất cả những cái công việc đó. Nên là em mong là các anh chị sẽ cho mình một cái deadline nó thực sự là hợp lý với chính cái khả năng của mình. Và thật ra có một điều như này, chúng ta sẽ đặt ra những cái mục tiêu cho chính mình, và có thể trong quá trình mà chúng ta làm á, chúng ta sẽ có điều chỉnh nó, nhưng mà tại thời điểm này chúng ta cần phải có mục tiêu và cần phải có deadline. Đó chính là lý do tại sao mà khi mà các anh chị hướng dẫn cho đại lý, cho cộng tác viên của các anh chị rất nhiều, mà họ lại thường xa rời cái mục tiêu của họ, bởi vì họ không có deadline.
và chúng ta không có deadline, chúng ta không có cái thời điểm kết thúc cái mục tiêu đó, thì rất là khó để chúng ta có thể follow, chúng ta có thể hỗ trợ. Và bản thân chúng ta vậy thôi, chúng ta sẽ không đưa chúng ta vào một cái nguyên khổ nào đó để mà chúng ta hoàn thành nó, được không các anh chị? Nên là mục tiêu là phải có deadline, và chúng ta hãy tập giữ lời hứa với bản thân mình. Chúng ta phải giữ lời với chính mình các anh chị. Chúng ta đừng nuông chiều, chúng ta là à hôm nay không được thì thôi không sao, đừng có an ủi kiểu vậy. Mà chúng ta sẽ thấy là hôm nay mà không được, ngày mai phải làm bù, ngày mốt phải làm bù nữa. Và chúng ta phải đưa mình vào một cái trạng thái là chúng ta phải hoàn thành nó. Chứ còn ở đây là không ai ép buộc chúng ta cả. Nhưng bây giờ để mà có kết quả thì chúng ta phải nghiêm túc với bản thân của mình thôi. Giống như sếp, bây giờ sếp bảo là ngày mai phải hoàn thành cái giáo trình này, mà ngày mai không hoàn thành đúng không? Là xong. Thế thì các anh chị làm ngày làm đêm, đến làm từ tối hôm nay đến 5 giờ sáng hôm sau, các anh chị vẫn phải hoàn thành luôn. Chứ không phải, chứ ngày mai 7 giờ sáng lên cơ quan rồi làm sao? Thành ra là gì? Mình hãy liên tục là ràng buộc mình bằng những cái deadline của riêng mình như thế. Và cho mình một cái mục tiêu, nhưng mà phải cam kết với cái mục tiêu, phải giữ lời hứa với chính cái mục tiêu của chính mình. Đó, mình chưa hoàn thành là chưa đi ngủ, mình chưa hoàn thành là mình đang còn day dứt, mình chưa hoàn thành là mình cảm thấy là mình rất là khó chịu, mình chưa hoàn thành là mình có lỗi với mọi người, có lỗi với đồng đội, có lỗi với chính mình. Mình phải hoàn thành thôi, được không ạ? Còn thêm một cái nữa mà em thấy rằng là gì, trong quá trình mà chúng ta đi chia sẻ công việc á, thì chúng ta hay kiểu như là mình phải thành công rồi mình mới chia sẻ công việc này cho người khác, đúng không? Và như trong số tất cả các anh chị, mình nghĩ mình phải thành công. Nhưng mà khi mà mình thành công thì sao? Nếu mà mình muốn lên 6% á, thì một mình làm sao mà mình bán được 30 triệu boy được? Một mình á, thì làm sao mà mình có thể là bán 65 triệu doanh số? Bao nhiêu trong số chúng ta có thể làm được cái điều này? Rất ít các anh chị. Thậm chí bây giờ Mai Hậu cũng không bán được 65 triệu trong một tháng thôi nhé. Thế thì bây giờ để mà thành công, chúng ta phải chia sẻ rồi chúng ta mới thành công được. Chứ làm gì có cái chuyện mà chúng ta không đi chia sẻ công việc mà chúng ta lại thành công được. Nên là hư cấu không các anh chị? Thành ra chúng ta rất là hư cấu trong cái việc mà chúng ta đang làm, đúng không? Chúng ta muốn thành công, nhưng mà làm sao mà một mình thành công được? Bây giờ thì mình phải chia sẻ, xong rồi mình mới thành công. Mình cho người khác có công việc, mình giúp đỡ cho nhiều người có tiền, thì lúc đấy mình mới có tiền, mình mới có nhiều tiền. Các anh chị nghe một câu nói rất là hay là gì? Nếu muốn có nhiều tiền thì phải giúp cho nhiều người có tiền đó. Thì bây giờ mình phải là người đi giúp đỡ cho người ta, để người ta có tiền thì mình mới có tiền. Còn nếu như mà bây giờ chúng ta mà không đi giúp đỡ người khác thì kiếm đâu ra tiền? Thành ra là gì? Cái câu nói mà chúng ta phải thành công rồi chúng ta mới giúp đỡ cho người khác, tại đây, tại môi trường làm việc này, em thấy nó hư cấu. Với các anh chị hình dung, ai là người huấn luyện sản phẩm cho đại lý, cho cộng tác viên, nhà cung cấp? Ai là người huấn luyện bán hàng? Các mentor rất giỏi tại Shopee. Ai là người huấn luyện về tuyển dụng? Các mentor luôn, đúng không? Các anh chị là người dẫn dắt, các anh chị có phải đứng ra để huấn luyện cho đại lý của mình không? Việc của các anh chị là gì? Kết nối lên mentor. Thế là xong ở giai đoạn một cái người mới bắt đầu. Nhiều khi em cảm thấy là thực sự là mình á, là cái người đi đầu, nên là mình thấy là mình phải làm rất là nhiều việc. Nhưng mà những anh chị đại lý và cộng tác viên sau này anh đến á, anh chỉ cần kết nối với mình thôi là anh có kết quả rồi. Nên là gì? Ở đây các anh chị hãy tập trung vào cái việc là các anh chị có thể làm. Đó chính là chia sẻ rộng ra. Và nếu cái gì mình không biết thì kết nối rồi mình học. Mình học dần thì tự nhiên mình trở thành một cái người giỏi. Còn nếu như bây giờ cái việc của mình làm là biết là mình phải tuyển dụng, biết là mình phải bán hàng để có thu nhập, nhưng mà mình đợi bao giờ mình mới thành công để mà mình đi tuyển dụng? Và đôi khi như thế này, mình phải có trách nhiệm với cuộc đời của ai đó nữa. Khi mà ai đó đến với mình, mình bảo là mình chia sẻ cái công việc này cho người ta phải thành công thì mình mới vui. Làm gì có cái chuyện đó các anh chị? Bây giờ em chia sẻ cho rất nhiều người đến và rất nhiều người đi. Người ta đi em vẫn vui, người ta đến em vẫn vui. Người ta có kết quả thì em càng vui mừng, mà người ta không có kết quả, người ta đi, thì em vẫn cảm thấy đó là cái chuyện bình thường. Bởi vì gì? Cái việc của mình là cho người ta cơ hội. Còn người ta thành công hay không là do bàn tay của người ta có làm được hay không nữa, do người ta có hành động hay không nữa. Bây giờ em bảo là mình cho cơ hội cho một cái người lười biếng, và mình nói người ta là chị ơi, em chỉ cho chị thành công, nhưng người ta nói là tôi chưa muốn thành công, tôi đang còn muốn lười nữa.
thì mình chỉ kiểu gì đúng không các chị, đúng không? Nên là gì, họ phải có trách nhiệm với cuộc đời của họ. Cái việc của mình là cho họ cái giá trị ở đây, cho họ cái đường đi, chỉ cho họ, định hướng cho họ. Nhưng còn thành công hay không là do họ, chứ không phải do mình. Họ không trách mình không trách họ. Nên là ở đây nếu như chúng ta đang có quan niệm là à, chúng ta phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của ai đó, chúng ta hướng dẫn cho ai đó là phải giúp cho người nào đó thành công, chúng ta chỉ giúp cho những cái người thành công khi họ xứng đáng cùng với mình thôi. Và nguyên tắc của em là gì? Tại sao em tập trung cho 50 người đang nghiêm túc cùng với em? Bởi vì 50 người đó họ sẵn sàng sống chết cùng mình. Thế tại sao mình phải đau khổ vì 1.000 người không nghiêm túc còn lại? Đúng không các anh chị? Nên là tại sao chúng ta phải tập trung cho những cái người dồn nén những cái sự tiêu cực? Cuộc đời của chúng ta đã có rất nhiều những cái gian truân lắm rồi. Nên chúng ta hãy sàng lọc các anh chị. Hãy tập trung những cái người nghiêm túc ấy, để mà chúng ta cùng năng lượng với nhau, cùng phát triển với nhau. Chứ còn bây giờ các anh chị cứ làm việc với những người ở hôm nay sao thế này, buồn thế. Mà thậm chí ở tại Robby các anh chị cũng nên chọn bạn mà chơi luôn. Xem thử ai có dân số á, thì chạy vô học. Ai có đại lý cộng tác viên nhiều á, mình chạy đi mình học. Chứ còn bây giờ mình đang thấy mình đang chưa bán được hàng này. Xong rồi mình thấy người ta comment kêu sao mà tôi vào đây tôi không bán được hàng ta. À tôi thế này tôi thế kia. Thì thực sự là các chương trình huấn luyện đều có đúng không? Nhưng mà họ có hành động hay không? Họ có làm hay không? Họ có kết quả hay không là do họ nữa, do chính mình nữa, chứ không phải là do môi trường, là do ai đó, là do cái gì, do cái kia. Đó là sự đổ lỗi. Và nếu mà chúng ta còn đổ lỗi cho người khác, chúng ta không bao giờ thành công đâu. Khi mà họ nói như thế thì chúng ta vẫn chưa ra đơn. Chúng ta thấy ở cái người này không ra đơn này, là kết bạn với người này hỏi sao mà người ta chưa ra đơn, thì hai người dắt tay nhau đi luôn, mãi mãi không bao giờ quay về các anh chị. Còn nếu như mà chúng ta chơi với những cái người giỏi á, thì những cái người bán hàng được á, thì chúng ta hỏi tại sao chị ra được đơn, người ta chỉ cho là mình sẽ làm theo như thế thì mình cũng ra đơn. Nên là ở đây á, tại đây á, các anh chị cũng nên chọn bạn mà chơi nhá. Chơi với ai mà bán hàng ok, chơi với ai mà tích cực, chơi với ai mà năng lượng thì chúng ta sẽ giống như họ, chúng ta sẽ có kết quả giống như họ, được không ạ? Rồi có những anh chị á, thì đi bán hàng, mình sợ bán hàng, không biết là bây giờ 6:30 các anh chị muốn nghỉ chưa? Hình như 6:30 là hết giờ phải không ạ? Ok. Ok. Rồi. Ok. Thế thì là gì? Khi mà chúng ta bán hàng á, thì giai đoạn đầu em cũng giống các anh chị thôi, em cũng trải qua hết những cái giai đoạn giống như mọi người. Em cũng cảm thấy em rất là đau khổ khi có một cái người nào đó từ chối em. Thậm chí là em bị chửi, em bị la, mà thậm chí chưa bao giờ em bị người khác chửi và xúc phạm đến như vậy. Nhưng mà khi mà mình bị chửi, mình cảm thấy mình rất là tủi thân. Và thậm chí là cái hôm mà đầu tiên mà em gọi điện tư vấn cho khách đó, là em khóc quá trời luôn. Có anh chị nào bị khách chửi mà đến khóc luôn? Khóc không? À đúng không ạ? Em có rồi đó. Rồi là vui buồn lẫn lộn, có rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc đến với cái quá trình mà mình bán hàng. Nhưng mà các anh chị hãy chuẩn bị cho em một tâm thế như này. Chúng ta bán hàng là chúng ta phải vượt qua được những cái cung bậc cảm xúc của khách hàng mang lại. Vui có, buồn có. Tại vì bán hàng á, là làm dâu trong họ. Bán hàng á, là chúng ta gặp người này, người nọ, người kia. Chứ không phải ai cũng bảo là ở bán hàng là sẽ thành công ngay từ đầu. Không có chuyện đó đâu các anh chị. Mình sẽ cần phải chấp nhận với tất cả những cái cảm xúc của khách hàng. Đó chính là cái việc mà chúng ta phải đương đầu. Và cũng nhờ cái công việc bán hàng mà em cảm thấy là trong quá trình, trong cuộc sống của mình, mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kể cả khi mà mình gặp những cái biến cố trong cuộc đời, mình cảm thấy là mình rất là mệt. Cái giai đoạn mà em bầu 2 tháng là có giai đoạn là em bị trầm cảm khoảng tầm 1 tuần. Và chắc ở đây mọi người không biết cho đến khi bây giờ em nói. Và khi mà em ngồi trên cái tầng 18, một cái người phụ nữ mà có thu nhập, có tài chính, có thể gọi là cũng có một chút xíu gì đó ảnh hưởng đối với mọi người đúng không? Nhưng mà nhìn từ cái tầng 18 nhìn xuống, mình cảm giác là không biết cái cảm giác nhảy xuống như thế nào các anh chị. Các anh chị sợ không? Sau khi mà em bầu 2 tháng thứ nhất, em bị mất ngủ triền miên. Tại vì là gì? Sau hậu Covid không ngủ được. Thứ hai là nghén không ăn được gì cả.
ngén đến cái độ mà các anh chị ngày nào các anh chị uống nước các anh chị cũng phải 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 cũng phải ói vậy luôn á, từ sáng đến tối. Và những cái ngày đó là em chỉ có nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà và không biết là mình đang như thế nào thôi. Và ngén rất là nặng và thậm chí không ăn được gì. 5 tháng đầu á, là bị sút 6 ký, từ 56 cân còn xuống 50 ký. Người dơ xương, phải nói là người dơ xương. Và thậm chí là mình không tiếp được, may mà có dinh dưỡng của Roppy mỗi ngày. Và thậm chí em sợ cái cảm giác là mình ở một mình, mình sợ cái cảm giác là mình ở một mình, nên là gì, mình cứ có bạn bè là mình rủ đến mình chơi hay là mình giao lưu. Tại vì lúc đó là rất là mệt các anh chị, và thậm chí là mình còn lo rất là nhiều thứ về về đội nhóm, về những cái sự thay đổi. Và các anh chị cũng biết là giai đoạn mà mai hậu mang bầu 2 tháng là có rất nhiều những cái sự thay đổi ở trong công việc nữa, đúng không? Rồi lúc đấy con của mai hậu lại bị tay chân miệng nữa, là nguyên cái tuần đó là nó không theo ai, nó chỉ bu mình thôi. Và các anh chị biết là thứ nhất là con ngày nào nó cũng rên, nó rên từ sáng đến chiều, các anh chị cảm thấy ám ảnh đó. Xong rồi này kia mà mình cảm thấy trời, thực sự không thể vượt qua. Nhưng mà rất là may á, là mình vượt qua được cái giai đoạn đó. Và em nói với ông xã là em không thể nào ở cái tầng 18 này nữa, em phải chuyển đi, và mai hậu phải chuyển đi một nơi khác luôn đó. Chứ không thể nào ở cái chỗ đấy, và mai hậu nhém cả không khí, thực sự là như vậy. Nên là gì, mình cảm thấy mình phải vượt qua được tất cả. Và cái giai đoạn đó thì cũng rất là may mắn, bởi vì đối với mình á, là những cái cung bậc cảm xúc, lúc mà buồn thì ra buồn, vui ra vui, và hạnh phúc cho ra hạnh phúc. Và khi mà trải qua cái những cái cảm xúc tại cái việc bán hàng, làm cho mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Và cũng nhờ cái công việc bán hàng mà cho mình một cái động lực, một cái gì đó nó thực sự rất là lớn ở bên trong, để mình vượt qua được những cái giai đoạn đó. Thế nên là gì, mình vượt qua được trong sau một tuần là rơi vào một cái trạng thái mà thực sự rất là sợ. Bây giờ nghĩ lại rất là sợ cái giai đoạn đó luôn đó các anh chị. Ok, nên là mình hãy xem những cái cung bậc cảm xúc trong bán hàng là một cái điều gì đó rất là bình thường. Và đối với em thì em nghĩ là cuộc đời của mình là trải nghiệm, mình cứ trải nghiệm hết những cái cung bậc cảm xúc đó đi, vui buồn, tất cả mọi thứ mình phải trải nghiệm qua tất cả các cảm xúc, mình mới biết những cái cảm xúc đó như thế nào, và sẽ không biết được tương lai những cái chuyện gì đến với mình, nên mình cứ trải nghiệm đó, đúng không ạ? Bán hàng cũng giống vậy thôi, khách hàng họ có thể là tính cách này, tính cách kia, nhưng các anh chị hãy trải nghiệm hết đi, và hãy chiêm nghiệm cái trải nghiệm đó thành cái giá trị, thành những cái bài học, để mình sẽ có thể là chia sẻ với khách hàng, và mình giải quyết những cái vấn đề của khách hàng một cách nó triệt để, nó dễ dàng nhất. Ok, và ở đây á thì đơn giản thôi, các anh chị sẽ thấy rằng cái việc bán hàng á, là thay vì các anh chị suy nghĩ là các anh chị đang đi bán hàng cho người ta, em sẽ không bao giờ em nghĩ rằng là em bán hàng cho người ta để em lấy lợi nhuận. Mà khi mà em đi chia sẻ thì em thấy rằng là bán hàng là một sự giúp đỡ, bán hàng là giúp đỡ, đúng không các anh chị? Đúng ạ, ai thấy đúng thì comment đúng nhá, bán hàng là giúp đỡ. Thật ra thì khi mà mình bán một cái sản phẩm gì đó, mình giải quyết được vấn đề cho khách hàng, họ quay lại họ cảm ơn mình rất là hạnh phúc. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây á, mình đã nhận được cái lời cảm ơn của khách hàng vì mình giải quyết vấn đề cho họ và họ rất là hạnh phúc. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây á, mình đã giúp đỡ cho khách hàng và khi mà họ nghe đến cái sự giúp đỡ của mình á, thì họ rất là căng thẳng, họ bảo là mình lừa họ, mình dối họ, mình thế này, mình thế kia, là mình là người bán hàng. Nhưng khi mà họ nhận được giá trị của mình, họ trải nghiệm sản phẩm, họ dùng và họ cảm thấy họ giải quyết được vấn đề rồi á, thì họ lại quay lại họ cảm ơn. Đúng không? Đúng không? Có thể cái người khách hàng của các anh chị chia sẻ họ ngay bây giờ họ chưa mua đâu, nhưng mà tương lai họ sẽ mua, và khi mà họ được giải quyết vấn đề của họ, họ sẽ quay lại họ cảm ơn mình và họ sẽ hối hận vì tại thời điểm mà các anh chị tư vấn cho họ, họ không mua liền mà họ mua chậm hơn so với cái thời gian mà họ có thể mua đó. Chúng ta trải qua những cái cung bậc cảm xúc đó hết, đúng không các anh chị? Nên là gì, ở đây á, hãy mang một cái tư duy là bán hàng là giúp đỡ cho người ta, và cái việc của mình là mục tiêu của mình là mình giúp cho bao nhiêu người, chứ không phải là mục tiêu của mình là mình kiếm 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu hay 5 triệu đâu các anh chị. Tất nhiên bán hàng là để kiếm tiền này, kinh doanh là phải có tiền. Nhưng mà khi mà các anh chị
đi chia sẻ cho người khác, hãy mang cái tâm của mình chia sẻ với những cái giá trị sản phẩm và giúp cho họ giải quyết được vấn đề của họ, thì tự nhiên họ sẽ cảm nhận được cái giá trị đó và họ cảm nhận được cái mong cầu giúp đỡ của các anh chị. Và các anh chị sẽ chia sẻ theo cái cách mà bán hàng là giúp đỡ, nó sẽ rất là tự nhiên và nó sẽ rất là nhẹ nhàng trong cái quá trình mà mình kinh doanh. À, được không? À, còn bây giờ ví dụ như mình chia sẻ công việc thì là họ sẽ hình dung là à, tôi muốn giúp anh có một cái công việc làm thêm. Đó, tôi chia sẻ về giá trị của Robby. Còn anh chị á, muốn làm thêm thì làm, không muốn làm thêm thì cũng chẳng sao cả. Tránh cái trường hợp là à, anh làm đi, ở đây tốt lắm, ở đây hay lắm, thì người ta sẽ cảm giác là gì? Là chèo kéo, là người ta lại nghĩ sai mô hình mình, giống như những cái mô hình kinh doanh đa cấp nữa thì khổ, đúng không? Nên là gì? Cái quan trọng ở trong cái việc bán hàng ở đây, nó không phải là giá thành cao hay là thấp, nó không phải là gì, nó không phải là một cái gì đó mà mình cần phải thuyết phục người ta quá, hay là mình phải có kinh nghiệm quá, hay là mình phải chuyên môn hóa quá đâu. Cái việc đầu tiên là hãy nghiên cứu sản phẩm thật kỹ. Cái việc thứ hai là hãy bán hàng bằng cái việc là giúp đỡ người ta. Thế thì bây giờ nếu như mà mình có người thân á, thì mình gặp vấn đề đó mình có giúp không? Hay là mình gặp một cái người lạ, người ta gặp vấn đề mình có giúp không? Không giúp là sai trái. Không giúp là một trong những cái điều gì đó mình cảm thấy rất áy náy với bản thân. Không giúp là một cái gì đó mà người ta đã dùng rất nhiều sản phẩm ở bên ngoài nhưng người ta không giải quyết được vấn đề. Mình biết điều đó, nhưng mà mình có sản phẩm chất lượng mình lại không giúp cho người ta giải quyết vấn đề. Thế thì các chị đang ích kỷ luôn á, chứ không phải là gì luôn. Ích kỷ với chính mình vì mình không gia tăng được thu nhập từ cái việc mình có thể chia sẻ. Ích kỷ với khách hàng luôn, bởi vì là gì? Mình biết mình có thể giải quyết được cho họ nhưng mình không giúp họ. Đó gọi là ích kỷ đó các anh chị. Và ở đây thì là gì? Hãy mang tư duy của một cái người bán hàng, giống như kiểu là gì? Bán hàng là giúp đỡ người khác thôi. Và cái tư duy đó đã theo em khoảng tầm hơn 4 năm rưỡi này rồi. Và từ cái việc mà mình nghĩ rằng mình sẽ giúp cho bao nhiêu người, mình có được kết quả bấy nhiêu. Ha các anh chị ha? Được không ạ? Ok. Thế thì là nhớ là bán hàng là giúp đỡ, là giải quyết nhu cầu của khách hàng nha các anh chị. Mình đừng quan tâm về giá. Giá thì mình sẽ xử lý, chúng ta sẽ có những cái lớp mà huấn luyện xử lý về bán hàng, đúng không? Chị Vân Tống huấn luyện rất là hay này. Xử lý từ chối. Rồi hôm nay thì em có món quà em tặng cho mọi người. Cái này là những cái bài viết bán hàng của Mai Hậu viết, thì các anh chị có thể lưu lại ha. Cái này thì em cũng tặng cho khá nhiều người rồi đó, nhưng mà không biết là các anh chị có chưa. Anh chị nào chưa có thì mình comment ha. Đây, thì trong cái này nó sẽ có là gì? Em gửi lên không chat, các anh chị đừng nhắn nữa, là nó trôi. Đó, thì các anh chị lưu cái đấy lại đi. Rồi, bây giờ các anh chị lưu cái đấy lại đi. Đừng có nhắn nữa, đừng nhắn nữa. Đó, rồi. Thế thì là các anh chị lưu cái đó lại. Nó sẽ có những cái bài về xử lý từ chối. Nó sẽ có những cái bài về chăm sóc khách hàng. Nó sẽ có những cái bài về báo giá, về chốt sale đó, rồi về cách xử lý vấn đề. Thì các anh chị xem ở trong cái file đó, các anh chị tham khảo nhé. Đó là kinh nghiệm của em thôi, nhưng mà có thể những cái nội dung viết á, thì nó sẽ kiểu như là nó có thể sai lỗi chính tả. Các anh chị thông cảm ha. Ok, rồi. Và đó là một trong những cái điều mà em mong muốn các anh chị có thể nói lại. Bán hàng là giúp đỡ, là giải quyết vấn đề của khách hàng, đúng không? Và chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề của khách hàng để chúng ta giải quyết. Thì chúng ta sẽ có thể bán hàng một cách rất là tự nhiên. Và có một cái nghệ thuật mà em muốn các anh chị nên đọc để mà gia tăng cái kỹ năng bán hàng của các anh chị. Mà cái kỹ năng đó nó theo suốt cái quá trình kinh doanh của Mai Hậu luôn. Đó chính là gì? Bán hàng xung quanh. Bán hàng xung quanh. Thì cái nội dung đó ở cái bài đầu tiên luôn. Các anh chị mở ra để các anh chị biết cách bán hàng rất là nhẹ nhàng nhé. Đó. Thì em gửi cái file đấy thì hy vọng là các anh chị có thể đọc và dành thời gian đọc nó để có nhiều kinh nghiệm. Hôm nay không có nhiều thời gian để huấn luyện cho các anh chị luôn cả những cái nghệ thuật bán hàng xung quanh rồi này nọ đâu. Nhưng mà có một cái điều như thế này này. Thực ra chúng ta hãy hình dung là bán hàng đó là chúng ta phải làm sao để mà chúng ta có thể chia sẻ nhiều. Và khi mà chia sẻ nhiều thì chúng ta phải làm sao đó để có bạn nhiều, đúng không? Có bạn nhiều, có thật nhiều bạn lên thì chúng ta sẽ có thể có được những cái khách hàng mua.
Và ở đây thì ví dụ như đơn giản Mai Hậu có con bạn thân đi, thì Mai Hậu nói là ê sao dạo này da mày xấu thế đó, bạn thân của mình thì mình cứ nói bình thường đó. Mày mua cái này dùng đi là nó mua liền à, bởi vì cái trọng lượng lời nói của mình đó, và cái quá trình mà mình xây dựng đó, thì đã có một cái giai đoạn mà nó phải thực sự rất là tin tưởng mình rồi, thì khi mà nó tin tưởng thì mình bán cái gì cũng được hết. Thì ở đây á, là hồi tuần trước em có học một cái bài của anh Hiếu, trong Robby mời về chia sẻ cho những cái nhà lãnh đạo. Thế anh thấy anh nói rất là hay về cái chỗ mà những cái hạt lúa khi mà chúng ta đi bán hàng á, đơn thuần là cái việc là chúng ta kết bạn thôi. Những cái hạt lúa các anh chị thì giai đoạn đầu chúng ta phải gieo đúng không, chúng ta phải gieo, sau rồi khi mà chúng ta trồng lúa thì chúng ta phải chăm sóc, và sau khi chăm sóc rồi á thì chúng ta sẽ có gì, chúng ta có thể gặt đúng không, lúa chín thì chúng ta có thể gặt. Nên ngày hôm nay á, có một cái việc mà em muốn các anh chị cần phải làm, đó chính là gì, mình hãy mở cái danh sách những cái người bạn của mình ra, các anh chị xem thử xem á là có bao nhiêu người là lúa chín được không, thì các anh chị gặt đi, các anh chị gặt đi. Có thể các anh chị kinh doanh ở đây đã lâu nhưng nhiều khi á lúa chín những cái người mà các anh chị có thể gặp và các anh chị có thể giúp cho họ giải quyết nhu cầu của họ, vấn đề của họ, và những cái người xung quanh người ta, thật ra ở trên kệ hàng Rocky em thì quá trời sản phẩm luôn, sữa tắm cũng có, dầu gội cũng có, kem đánh răng cũng có, bóp đánh răng cũng có, robot cũng có, cái gì cũng có để mà trong cái cuộc sống của họ đều có thể là mình đáp ứng hết. Nhưng mà khi mà mình thấy rằng là có những cái mối quan hệ mà nó đã chín rồi, mình lại không có gặp, mình để cho người ta mua hàng ở bên ngoài, nhiều khi ấy, là người ta không được giá tốt, người ta sẽ không có được gọi là sản phẩm chất lượng, mà mình biết là mình bán sản phẩm chất lượng mà mình không giúp cho những người xung quanh giải quyết vấn đề, thì thực sự rất là tiếc. Với gia đình của Mai Hậu thì hầu như á, ví dụ như hết mỹ phẩm thì chị gái của Mai Hậu gọi cho Mai Hậu, hết xà bông, hết dầu gội, hết bột giặt, hết nước rửa gì toàn gọi cho Mai Hậu thôi là gửi về nhà. Thế thì nhà của Mai Hậu có 6 anh chị em chăm sóc cho gia đình hết, 6 anh chị em thôi, các anh chị biết là một tháng là cái boy của Mai Hậu nó bao nhiêu rất là lớn luôn đó các anh chị. Nhưng mà gì, mình thấy mình có lúa chín nhưng mình lại không gặt, mình để đó, thì khi mà lúa chín mà mình không gặt thì lúa thành lúa thúi đúng không, nên là gì, mình phải gặt lúa đi các anh chị. Và cái quá tháng vừa rồi Mai Hậu thấy Mai Hậu có một cái cách để bán hàng cũng rất là hay, đó chính là gì, dùng lúa chín gặt lúa mới có nghĩa là lúa chín sẽ có những cái mối quan hệ của lúa chín, và cả nhà của Mai Hậu đi bán hàng cho Mai Hậu luôn các anh chị. Và em không cần gia đình em á, gọi là tư vấn sản phẩm cho khách hàng đâu, em chỉ cần gia đình em khoe thôi. Là gì, mẹ em đăng bài lên khoe bảo Mai, mẹ rất là tự hào về con gái, con kinh doanh mà không cần phải bỏ vốn nhưng mà con vẫn thành công như thế này, mẹ rất là vui và hạnh phúc. Thế thì rất nhiều bà con hỏi là ủa Mai Hậu nó làm gì thế là Mai Hậu lại tuyển dụng được một mớ. Rồi ví dụ như là anh trai của mình á, xài cái nồi chiên, khách hàng đến tự nhiên khoe cái nồi chiên với bạn bảo cái nồi chiên này xài xịn lắm, rồi cho người ta trải nghiệm đủ các thứ hết, rồi ngồi nhậu cùng nhau, tự nhiên là anh trai lại bán được cái nồi chiên cho mình, rồi xong rồi là con robot. Nói chung là tất cả mọi người mà gọi là lúa chín của mình đều có thể phụ mình gặt lúa nha các anh chị nha. Nên là mình cũng đừng bao giờ bỏ qua cái điều này. Và cái số lượng mà lúa chín đi phụ mình gặt lúa rất là lớn mà các anh chị đang bỏ sót rồi đúng không? Từ nay các anh chị đừng bỏ sót cái chỗ đó nữa nhá, tại vì nó rất là giá trị đấy. Có bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây mình lấy lúa chín đi gặt lúa mới không? Mình đã lấy lúa chín đi gặt lúa mới cho mình chưa? Thì thay vì khi mà mình có khách hàng, mình hãy liên tục xin người ta những cái sự review, xin người ta những cái lời giới thiệu, xin người ta liên tục những cái lời giới thiệu của họ, thì lúc đấy các anh chị sẽ có được những cái giá trị rất lớn. Và ở đây á, hãy hãy liên tục gì, bán hàng là giúp đỡ người lạ hay người quen gì đó, miễn sao các anh chị có cơ hội giúp là các anh chị giúp, miễn sao các anh chị có cơ hội để hỗ trợ cho họ thì các anh chị hỗ trợ cho họ. Nhưng hãy bán hàng giống như không bán hàng, bằng cách là gì, đôi khi Mai Hậu không có tư vấn về sản phẩm hay là gì đó nhiều đâu, mình chỉ cần kể một câu chuyện. Hãy đọc thật kỹ cái nghệ thuật bán hàng xung quanh để làm cái việc này nhé. Em gửi lại cái file cho các anh chị một lần nữa, tại vì hôm nay không có nhiều thời gian để nói cái điều đó.
Nên là cũng mong rằng là ngày hôm nay khi mà gặp các anh chị như thế này với một cái thời gian ít ỏi thì cũng có thể hỗ trợ các anh chị một cái phần nào để mà mình có thể hành động và mình có thể có được nhiều giá trị trong ngày hôm nay, đúng không? Không biết là bây giờ các anh chị mình đang hôm nay thì còn bao nhiêu anh chị ở đây để mà có thể comment cùng với Mai Hậu cái cảm xúc của mình ngày hôm nay, đúng không ạ? Ok. Và hên quá, hồi nãy thấy con nó đạp rất là mạnh, cứ tưởng phải xin phép các anh chị là xin phép các anh chị cho Mai Hậu đi đẻ. Cứ sợ như thế thôi. Ok. Rồi. Ok. Em hy vọng cái điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ làm cái gì chúng ta cũng phải trọng tâm vào nó, và chúng ta sẽ cho cái công việc làm thêm này đứng trên một cái bàn cân để mà chúng ta có thể cân đo đong đếm để làm sao đó chúng ta có thể nghiêm túc về nó. Và chúng ta nghiêm túc khoảng tầm 1 tiếng, 2 tiếng, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể làm chủ và chúng ta có thể thay đổi được cái nguồn thu nhập của mình rất là lớn. Đó. Thì cũng mong là các anh chị sẽ có kết quả tại Robby với cái sự nghiêm túc của mình. Được không ạ? Ok. Còn ở đây thì chúng ta cùng xem một cái video nha các anh chị nhé. Chúng ta xem một cái video mà em thấy cái video này rất là hay. Chính là gì? Chúng ta phải đạt được, chúng ta phải hành động thì chúng ta mới có thể có được kết quả, chứ không tự nhiên mà chúng ta có thể có được.30 tuổi sẽ giàu to. Này ông, làm cái gì vậy? Không thấy tôi đang nằm đây à? Ôi trời ơi, hóa ra là một ông mù. Ôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Mà sao trời sắp tối rồi, anh lại nằm ở đây? Cái gì? Ông mù mà? Sao lại biết trời tối? Chuyện đó dễ thôi mà. Thế sao giờ này mà anh vẫn nằm ở đây? Tôi khổ lắm ông ạ. Đầu tắt mặt tối suốt ngày mà mãi chẳng sướng lên được. Căn nhà thì ngày càng ngày tồi tàn. Giờ tôi chẳng muốn về nữa. Không biết bao giờ tôi mới thoát được cái kiếp sống nghèo khổ thế này đây. Ta thấy anh cũng không vất vả đâu. Đến tầm 30 tuổi anh sẽ trở nên khá giả đấy. Người ta nói tam thập nhi lập mà. Thật sao? Lazada 11 tháng 11 sale bom tấn chỉ một ngày, giảm đến 50%. Tha hồ sắm đồ mới. Bây giờ mình ăn uống kham khổ vậy, chắc chắn sau này sơn ngào hải vị cái nào chẳng có. Trời ơi, năm nay mình 33 tuổi rồi mà chẳng thấy sung sướng gì cả. Nếu như theo lời ông lão nói thì giờ này mình phải giàu có lắm rồi chứ. Con có chuyện gì buồn hay sao mà mặt mày sầu não vậy? Dạ, có một ông lão nói số của con đến năm 30 tuổi sẽ rất giàu và sung sướng. Nhưng con chẳng thấy gì cả. Thậm chí con còn khổ hơn nữa. Thưa thầy, có phải là con người thực sự có số không ạ? Đúng vậy.
Vậy thì thầy có biết cái số của con nó thế nào không ạ? À? Có phải cái số của con là suốt đời phải chịu nghèo hèn đúng không ạ? À? Con hãy đưa bàn tay của con ra xem. Con có nhìn thấy không? Cái đường xiên xiên này biểu thị cho sự nghiệp. Cái đường kẻ ngang này tượng trưng cho tình duyên. Còn đường gần như thẳng đứng này tiêu biểu cho sức khỏe, hay còn gọi là sinh mệnh. Cái đường mờ mờ kia là đường giàu sang phú quý đấy. Nó sẽ rõ dần lên theo con đấy. Dạ, con nhìn rõ ạ. Giờ con hãy nhẹ nhàng nắm bàn tay của mình lại. Dạ, nắm làm gì ạ? Thì con cứ nắm vào mà nắm thật chặt nha. Vậy con nói xem, giờ mấy đường chỉ tay kia đang nằm ở đâu? Dạ, những đường chỉ tay... Những đường chỉ tay của con có chạy ra ngoài không? Dạ, nó vẫn nằm trong tay con ạ. Con thấy không, số phận của con người không phải là nằm trong lời nói của người khác, mà nằm trong bàn tay của chính mình. Dạ, bây giờ thì con đã hiểu rồi ạ. Con cảm ơn thầy. Chàng rể tương lai. Ok. Một cái video rất là hay, không biết các anh chị có hay xem Quà Tặng Cuộc Sống không? Nhưng mà Mai Hậu nghiện còn hơn cả con nhà Mai Hậu nữa đó các anh chị. Và em cảm thấy rằng là gì? Tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình nó nằm ở trong bàn tay của mình, chứ nó không nằm ở một cái lời xem bói hay là một ai đó, một người nào đó, mà chính chúng ta phải tự vực dậy cái kinh doanh của mình. Chính chúng ta phải sẽ xác định cái cuộc đời của mình nó sẽ đi về đâu và ra làm sao. Và tất cả nó nằm ở trong tay như thế này. Và có một cái câu nói mà em muốn truyền tải đến các anh chị, đó chính là gì? Những cái mà chúng ta có ở trong đầu thì chúng ta sẽ có ở trên tay. Bây giờ chúng ta phải dám nghĩ, dám làm. Và tất cả mọi thứ nó nằm ở cái việc chúng ta phải làm thì chúng ta mới có kết quả được. Còn nếu mà chúng ta không làm thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có kết quả nó xảy ra. Nên là gì? Hãy cố gắng và hãy hành động mạnh mẽ lên nha các anh chị. Nhiều anh chị hỏi là làm thế nào để làm được? Mai Hậu ơi, anh có làm được hay không? Chị có làm được hay không? Em trả lời rằng là mình đừng bao giờ hỏi như vậy hết á. Tại vì á, là anh chị hỏi như vậy em sao mà em trả lời được? Chỉ có là gì? Em chỉ biết một điều thôi. Chúng ta sẽ làm được cho đến khi chúng ta làm. Còn nếu chúng ta không làm, sẽ không bao giờ chúng ta làm được hết. Nên là gì? Hãy làm đi rồi mới biết chúng ta làm được hay không, đúng không? Và hãy làm nhiệt tình lên các anh chị, đừng làm hời hợt. Ok, chúc các anh chị một ngày thật nhiều năng lượng, bình an, hạnh phúc. Và tháng này chúng ta sẽ dám viết ra những cái mục tiêu của mình để chúng ta sẽ có thể hoàn thành được cái mục tiêu một cách trọn vẹn nhất có thể. Không biết đây có phải là chương trình cuối được gặp mọi người trước khi đi đẻ hay không? Nhưng mà cũng mong là hôm nay nhân cơ hội đây thì chúc toàn vẹn, mọi người sẽ toàn thắng, và em cũng sẽ hoàn thành cái sứ mệnh của mình trong tháng này, là chính là đi đẻ anh chị. Ok rồi, mình có thể là kết thúc chương trình ở đây ha. Cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Ok, cảm ơn mentor Mai Hậu rất là nhiều. Các anh chị ơi, mình hãy với Dùng Vân là mình sẽ gửi những chào pháo hoa, pháo tim và những lời biết ơn đến mentor của chúng ta ha. Mặc dù là những cái ngày này là những cái ngày mà luôn luôn trong một cái tâm thái đó là rất là hồi hộp và không biết là mình sẽ đi để lúc nào, đúng không ạ? Nhưng cũng đã hết mình và cũng hỗ trợ hết sức cho đội nhóm của chúng ta để mà có thể chia sẻ những cái giá trị từ bản thân của mentor Mai Hậu trải qua trong cái giai đoạn là hơn 4 năm, gần 5 năm đúng không ạ? Một cái hành trình cũng không phải là quá ngắn, mặc dù là Mai Hậu cũng đã là người cũng đã nỗ lực hết sức, và từ những cái kết quả của Mai Hậu cũng đã chia sẻ cho chúng ta để chúng ta thấy được là với một cái vị trí là chúng ta cũng là một đối tác của Robby thì chúng ta cần phải làm gì các anh chị, và chúng ta phải nỗ lực như thế nào để mà có được những cái vị trí ngày hôm nay. Chúng ta hãy biết là mình cần phải định hướng cho mình và xác định cho mình những cái hướng đi làm sao cho nó thật sự là tuyệt vời nhất và tốt nhất, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mang lại những cái điều giá trị cho bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho cuộc sống chúng ta ngày càng nó phát triển hơn và
toàn vẹn hơn đúng không ạ? Rồi, xin chúc mentor của Vân Tống sẽ dạ mẹ chờ con vuông và sẽ luôn luôn là người dẫn dắt các thành viên của cộng đồng rugby để đi xa hơn và sẽ luôn luôn có sự đồng hành và hỗ trợ của mentor Mai Hậu nhé. Rồi, chúng ta hãy cùng giúp dùm Vân là mình sẽ mở mic lên. Vân sẽ mở mic lên, các anh chị mình sẽ cùng chào nhau và chúc nhau một cái những cái lời chúc tốt đẹp để cho mình có một tháng mới sẽ có nhiều bứt phá nha các anh chị. Ban tổ chức và cảm ơn mọi người.